Xin chào các bạn và các em nhỏ đã ghé đến kênh Vinh Nguyễn Thị Cuộc Sống Mỹ. Hôm nay mình sẽ ra quay kết quả bông atiso nó ra búp như thế nào cho các bạn xem nha. Rồi mình sẽ đi thu hoạch một ít thứ gì ở trong vườn, rau, củ, quả. Rồi mình sẽ trồng hai cây nho chuỗi ngọc đỏ để mùa tháng 7 tới đây mình hái cho các bạn xem cho nó vui con mắt nha. Bây giờ mình sẽ đi quay thôi. Đi quay cái vườn nhà mình, vườn Vinh Nguyễn Thị 1 nha các bạn. Đó, vườn cũ của mình á. Bây giờ mình sẽ quay thử có gì cho các bạn xem cho nó mới mẻ hôm nay không nha. Chuẩn bị lên cái bậc thang thì nguyên chậu dâu tây nó trần ngang các bạn ơi. Mình sẽ dẹp đi để mình lên mình thăm nha. Hôm nay kết quả như thế nào rồi của những bông atiso của mình. Đây một chậu, trên kia một chậu, mình sẽ lên. Mình quay cái chậu mà lớn nhất nha. Lớn nhất xem. Wow. Các bạn ơi, các bạn. Các bạn có thấy trái gì đây không? Wow, cái trái gì đây ta? Trái gì các bạn biết không các bạn? Nè, trái lý gai nha, phải lý gai không đây? Trái lý gai nè, giống y chang lý gai luôn. Trái lý gai bây giờ ra rất là xum xuê, mình sẽ bẻ bớt cành bông atiso các bạn. Nó che cái cây rất là tội nghiệp luôn. Đây, atiso thì nó rất là mạnh. Mình bẻ ở dưới thì bông ở trên nó trổ nha. Đây. Đây các bạn. Trái lý gai nè, ra rất là xum xuê. Nhìn cái trái thôi là coi như có lý nha, vì có gai cho nên nó được mọc ở đây lâu. Còn nếu mà không có gai thì bị chim nó tới nó ăn. Ăn sớm lắm nha các bạn. Đây nè, trái lý gai bên này nó bự hơn nè. Nó tròn hơn nè các bạn. Coi nè. Đó, lý gai nha. Cái trái nó ăn rất là ngon. Mình rất thích cái vị của lý gai. Nó vừa ngọt ngọt chua chua mà nó có cái vị rất là thanh ha. Đó. Thì mùa tới mình rảnh rảnh mình đi lên mình mua thêm mấy cây nữa. Còn cái này nho chuỗi ngọc, chuỗi ngọc gì đây? À, cái này là trái goberry. Goberry mình mua hồi nào vậy ta? Mua nào mà mình không biết gì. Bạn ơi, cái búp của nó đã lú ra khỏi cái ngọn của cái lá bông atiso này các bạn. Mùa bông atiso đã tới. Nhìn cái bông này các bạn. Nhìn sao không thương được chứ? Không thương thì phải làm sao? Phải thương gấp đôi thôi các bạn ơi. Nhìn coi mê con mắt. Nè, làm sao cho nó rõ lên. Wow, hết sảy nha. Ít bữa nữa sẽ có rất là nhiều bông atiso. Nè, bây giờ nó ra nguyên một bụi luôn, nguyên một chùm luôn các bạn. Tất cả đều là bông hết nha. Một chùm vậy thì trung bình khoảng 4 cho đến 5 bông, hoặc có chùm tới 8 bông. Tùy chùm nha các bạn. Chùm này chắc mình nghĩ 5 bông ha. Đó. À, nó có mấy con sâu nè. Chút xíu nữa mình sẽ bắt đi ha. Mấy con sen nè các bạn. Mấy sen này nó nguy hiểm lắm, nó ăn hết trơn cái nụ của cái bông atiso á. Chút xíu nữa mình sẽ bắt. Mình bắt mình bỏ vô bao ni lông á. Xô lên rất là rõ ràng nè các bạn. Tuy là nhỏ nhưng mà cái bông rất là to. Còn cái cây hồi nãy tuy là to nhưng mà cái bông rất là nhỏ. Nó ngược lại nè. Nhưng mà cái này nó ra rất là nhiều cành. Đây đây đây. Cành nè các bạn. Rồi ha. Kết quả atiso của mình khoảng chừng một tháng nữa thôi là mình sẽ thu hoạch bông atiso. Rồi sẽ đi tiếp. Đi tiếp xung quanh vườn. Đó, từ sáng giờ mình vườn Vinh Nguyễn Thị là fan của những cây cỏ nha các bạn. Từ sáng giờ đi dọn gai, mâm xôi gai và cỏ. Mình mua cái kéo với cái xẻng về mình đi xới, mình dọn, mình cắt tất cả. Rồi đây, đây là cây táo mật ong. Cây táo mật ong thì bây giờ ra trái rất là nhiều các bạn ơi. Nhìn trái nè. Nè, người ta đặt là táo mật ong. Nhưng mà đủ loại táo trên cùng một cây á, nó ra trái thay thường. Nè, đây nữa nè. Đó, chị chịu mát mát mà ra quay cho các bạn xem những cây trái của vườn Vinh Nguyễn Thị. Vườn này là 4-5 năm rồi cho nên rất là nhiều cây cổ thụ. Nó ra trái xum xê không kịp đỡ các bạn ơi. Tới mùa là hái phải đỡ chứ không thôi là nó mỏi tay, nó mỏi rồi nó trật luôn cái gân của cái tay luôn nè. Nè, đó, trái chi đâu mà trái chen chúc nhau. Coi. Rồi, đi qua để thăm cây cherry. Mấy ngày rồi các bạn và các em nhỏ nhắn tin. Cô ơi, cherry chín chưa? Nhắc tới muốn ho. Không biết chín hay chưa. Nhưng mà lo. Ho nhưng mà lo. Mấy con sóc nó tên nó lôi mấy cái trái cherry đi các bạn. Bàn dâu tây của mình
đây là dâu tây treo, nhưng mà mình chưa có cái chỗ nào để treo á. Bây giờ mình để đỡ trên bàn, nhưng mà vẫn phát triển rất là tốt. Đang nở hoa rất là đẹp, xanh tươi bát ngát, bông nào bông nấy bự ha. Đó, đây là cây nho chuỗi ngọc đen và cây cherry nó ở chung. Thì khoảng ngày mai ngày mốt mình sẽ trồng cây nho chuỗi ngọc đen này xuống nha các bạn. Này, cherry của mình nhìn trái mà muốn ngại luôn, ở trên này nữa nè. Đó, các bạn thấy không? Rất là dễ thương, trái rất là nhiều, xum xê đu đưa trong gió mùa hè nha. Đó, rất là đẹp ha. Nhìn mà thương. Còn mấy cái trái nhỏ này nè, khả năng là nó khó đậu hơn trái lớn, tại vì nó chưa có thụ phấn được nha các bạn. Những cái trái nào mà nó lớn như thế này á, thì nó đã kịp thụ phấn rồi, cho nên nó đã đạt yêu cầu là đậu trái cherry. Ít bữa nữa chỉ tăng thêm màu và chín ngọt mọng thì mình sẽ ăn thôi. Rất là nhiều cây trái mà mình không thể ngờ được là nó nhiều. Có vài trái như vậy, tuy là không có bằng ở farm, nhưng mà nó có trái là mình thấy nó nhiều rồi đó các bạn. Mình mừng quá. Wow. Nhìn cái trái kìa, thấy ghét không? Đó, như vậy là khoảng 3 tuần nữa là chín rồi. Cherry là giữa tháng 6 là bắt đầu nó chín chín. Coi, bên này cả chùm luôn nè các bạn. Nhưng mà không đậu, không có phấn đực hay sao á, nó không đậu nè các bạn ơi. Coi, thấy thương. Nè, kế bên nè. Đó, cũng là trái nhiều lắm. Vườn năm này đủ thứ trái cây nha các bạn. Các bạn nhớ đón xem những video mình thu hoạch nha. Còn bên này là cherry vàng. Không biết làm sao mà trái cherry nó kỳ cục chứ không biết. Trên này nữa nè các bạn. Ồ, cây cherry này đậu thấy thương quá ha. Để mình tưới nước mà các bạn thấy không? Lá rất là xanh tươi thì đâu có bị khô đâu. Mà sao cái trái hay là cái giống nó vậy? Hay là cái giống nó vậy các bạn ơi? Hơi buồn nha. Hơi buồn, buồn. Rất là buồn. Thôi kệ. Tới đâu hay tới đó. Mấy trái này ok. Cái gì đó ở trong vườn nha. Đây là khu vực muôn đời mình thích nè các bạn. Đó, rất là nhiều bông hoa Việt Quốc mà nó rụng trắng, trắng cả đường đi. Rất là nhiều cây táo ở đây nha các bạn. Táo lùng đã có kết quả, đã đậu. Nhưng mà em ta rất là lùng ha. Nè, nhìn cây táo là coi như thấy muốn trồng táo các bạn ơi. Nó lùng, nó dễ thương một cách là dễ thương lùng. Đây, đây. Nè, nó đậu trái nè. Trái bự ha. Đó, các bạn xem. Cây này thì khoảng 45 đô la. Khoảng 1 triệu mấy đô cho 1 triệu mấy tiền Việt Nam cho một cây. Thì ở dưới này mình có trồng củ cải đó. Mình gieo bữa hôm, bây giờ nó lên tốt ngất nè. Đó, củ cải nha, ít bữa nhổ. Bữa nhổ ăn Việt Quốc, dâu tây nè. Đó, dâu tây. Bây giờ trong vườn các bạn xum xê là trái, khỏi phải chặn trái, khỏi phải hứng trái. Trái nó cũng đổ xuống các bạn ơi, coi. Nhiều lắm. Rồi tất cả những loại dâu tây đặc biệt thì mình trồng bây giờ cũng có kết quả ha. Nè. Nè. Đó, dâu tây mới của năm 2021 nha các bạn. Mới cáo luôn. Đi bữa nữa nó đổ trái xuống nè, Việt Quốc nè, táo lùng nè, Việt Quốc lùng nè. Rồi đủ thứ dâu tây nè, ngồi đây mà vừa hái mà vừa review. Ngon mà muốn ho tại chỗ. Đây là khu vực rất là mới của mình. Mình trồng rất là nhiều ớt ở đây nha các bạn. Ớt nè, xum xê trái nè. Chút xíu nữa mình sẽ quay rõ cho các bạn xem từng chi tiết nha. Bây giờ mình sẽ thu hết tất cả những củ dền mà mùa đông vừa rồi đó, mà mình chưa kịp thu, không biết bây giờ còn củ không. Củ dền cam nha các bạn. Nhìn củ dền nè. Các bạn nhớ trồng củ dền nha. Hấp dẫn, ly kỳ cực kỳ là đã. Wow, càng bui nó càng bự nè các bạn. Gì mà bự dữ vậy nè, cực kỳ là đã. Giờ bây giờ mình sẽ nhổ nha. Nhổ có nổi không? 1, 2, 3, 4. Wow, cứng cực kỳ. Nhìn cái củ dền nè các bạn, đẹp quá đi thôi. Coi. Cái này mà vô hầm xương heo ha, đuôi heo hết sảy nè các bạn. Được một củ. Đây. Mừng quá các bạn ơi, được một củ dền nè. Đó.
Mời các bạn ăn củ dền màu cam nha. Củ này nó giòn mà nó ngọt, mà cái vị của nó rất là ngon. Mình rất thích củ màu cam mà nấu với một ít khoai lang, rồi tí củ dền, tí su hào á. À không phải su hào, su su á. Nấu với đuôi heo hay sườn heo gì hết sảy. Con bà bảy. Bỏ vô mâm thôi, bỏ vô mâm. Mâm đâu mâm ơi? Vô mâm. Vui quá. Thu hoạch gì đâu mà nó vui. Còn này thử mình nhổ thử sao nha. 1 2 13 14. Wow, cũng được một củ như là củ nha các bạn. Đây, củ dền nhổ hết nha. Coi những mùa đông nó lạnh quá không có thu hoạch được, cái này nó gãy rồi các bạn ơi. Nó gãy mất tiêu rồi đây này. Đây đây. Củ dền đây nữa nè. Nó gãy rồi. Wow. Ba củ dền rất là xuất sắc, bự. Đây các bạn. Nhìn là thích liền nha. Trời. Đây nữa, đây nữa, đây nữa. Giờ sao ta? Giờ sao mà nhổ được cái củ này ta? Nó rất là hơi bự. Coi coi. Củ nào củ nấy nó bự mà mình nhổ, mình trong lòng mình nôn nao để cho nó lên khỏi mặt đất. Thử mình có ho vì mừng không. Đây, 1 2 3 4 5 15 16 27 40. Đếm cho nó nhanh như là thần tốc đếm các bạn. Bụp. Wow. Wow, củ nào củ nấy như là củ, thiệt là củ là các bạn ơi. Củ này nó thiệt là củ nha, chứ nó không phải là củ thì mình sẽ không có nhổ lên, tại vì nó đâu có củ đâu nhổ. Đó, tiếp. Wow. Wow, sao nó gãy ngang vậy? Các bạn ơi, tha hồ mà ăn. Wow, trồng trong thùng cũng rất là thích thú các bạn. Nhổ tới nhổ lui cũng được ha, đâu cần trồng dưới đất đâu. Wow. Cái này mà mình không nhổ á, thì mình sẽ để nó sẽ ra hoa. Ra hoa thì cái củ dền nó sẽ bị xốp. Wow, hết sảy quá các bạn. Này, đây, cái củ này nó bự cực kỳ. Wow. Đây, mấy củ rồi nè các bạn. Những củ dền dễ thương ơi, tại sao tới vườn của chị vậy ta? Mọc ở đây làm chi cho mình nhổ lên, giờ mình vừa thương mà vừa tiếc các bạn ơi. Tiếc là bữa sau mình không còn thu hoạch nữa, mình chỉ được ăn thôi. Có vậy cũng tiếc nữa. Tiếc gì kỳ vậy không biết. Rồi, 1, 2, 3. Wow, quá, quá xuất sắc luôn. Còn củ nào nữa không? Củ nào nữa? Wow, cái đất này nó xốp, nó mềm ha. Cạy ra nó rất là dễ. Wow, cái củ này mừng, thiệt là mừng rỡ. Quá là mừng. Củ bự quá ta. Này, 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 này. Giờ làm sao nhổ nó lên vậy? Wow, cái củ này hình như nó bự nhất ở trong vườn là phải. Càng cạy nó càng to. Càng lo nó thì nó càng xuất sắc. Lo củ nhỏ nhưng mà nó rất là bự. Mình cậy lên làm sao đây? Nó hơi yếu nha. Tự nhiên nó hơi yếu. Mùa đông á, lúc trước nó tốt lắm. Cái mùa đông xong cái nó bị rụi á. Giờ mùa xuân, mùa hè nó mới đầu mùa hè nó nứt lên lại. Cái giờ mình cầm cái này mình giật thì không được. Phải dùng cái xẻng hay cái gì ha. Wow. Nhổ hoài. Thôi hay là mấy cái này để lại bữa khác thu. Giờ thu ăn có hết không? Đây các bạn. Wow, cái củ thiệt là đã. Đây các bạn, nhìn mê ha. Mê quá. Wow. Coi, chen chúc nhau. Rồi bên này có bụi này, nhổ luôn không? Wow, nhổ luôn cho rồi. Cực kỳ là đã. Được một mâm củ dền. Còn mấy củ này để lại đi, ăn chừng này thôi. Ăn nhiều quá sao hết. Ăn nhiều quá không hết các bạn. Rồi giờ mình đi rửa sơ đi ha. Nè, coi mùa đông này chuột nó gặm này các bạn. Nó gặm tới gặm lui mà nó gặm trụi hết trơn cái ngọn của người ta. Nè, nó gặm nè ha.
nhổ hết kìa rồi, để chuột nó ăn hết rồi, trời ơi nó đứt ngang rồi. Đây măng tây tím của mình nè các bạn, nhìn nè, nó tím mà nó tím từ ở trong dưới gốc mà tím lên tới ngọn, nhìn cái màu sắc rất là xinh ha. Đó, hai cây bẻ, có cây nào thì bẻ cây đó. Cái măng tây này thì mình trồng 2-3 năm rồi đó các bạn, mình trồng ở trong thùng thôi nè. Cái mục măng rất là xinh, bẻ nha. Đây, đây cưng ha, đó được. Rực rỡ sắc màu của vườn Vinh Nguyễn Thị, hai cây măng tây nằm trên tất cả những củ dền màu cam, nhìn rực rỡ luôn các bạn ơi, dễ thương ha. Đi qua chỗ khác thu tiếp nha. Dịu dàng hương sắc mùa hè đã tới nè các bạn. Nguyên cái vườn thần tiên của mình, vườn dâu tây hoàng đế, dâu tây bạch tuyết, rồi dâu tây quanh năm, rồi dâu tây trái nhọn, rồi dâu tây trái mini, và một dâu tây nữa là dâu tây dại nha các bạn. Nó rất là dại khờ luôn, mình trồng hoài mà mình ăn nó không ngọt, tại vì nó khờ quá nó không cho mình vị ngọt. Bây giờ mình biết làm sao, nhưng mà trái nó rất là đẹp nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ đi quay thu hoạch tất cả những rau củ gì mà mình có. Kia các bạn thấy không, xà lách. Nhìn xà lách là mình muốn tươi trẻ lại liền các bạn. Nhìn nó non mơn mởn mà nó đẹp làm sao. Bây giờ mình sẽ bẻ thôi, không chần chừ chi nữa hết. Nơi đây thì mình đang chuẩn bị trái cái bạc để làm cho cỏ nó khởi mọc, để mình trồng tiếp tục những rau củ quả khác. Tím ngắt luôn nè, màu rất là đẹp, nhìn rất là cứng cáp ha. Đó, mơ ha, nhìn giống như mình đang mơ ở cái bãi san hô gì đó mà màu tím, coi rất là đẹp nè. Thẳng nha các bạn, xà lách này ở chợ Mỹ mình hay mua đó, với cái giá là một bịch là $5 cho hai bẹ xà lách, ba bẹ xà lách ở trong một bịch. Nhưng mà cái xà lách của người ta rất là nhỏ, mình trồng xong mà nó bự khổng lồ vậy nè. Wow, nó bự dữ vậy ta, đã không các bạn. Đó thì gieo xà lách rất là dễ các bạn ơi, gieo thì nó cứ lên thôi, nó lên thì cứ bẻ mà đem vô ăn. Trưa nào chiều nào thì trưa trưa mình hay ra bẻ lắm các bạn, bẻ mình vô mình nấu gì cho con mình ăn đó. Đó thì bây giờ mình sẽ thu hoạch nha. thu cái xà lách bự này trước nha. Rồi ở trong này là củ cải nè. Wow, hôm nay có rất là nhiều củ cải. Củ cải, wow, củ cải nè. Bạn ơi, ngồi đây á, mà nghe tất cả những cái trái dâu tây nó đông đưa giống như là nó đang nói chuyện nữa các bạn. Trước mặt mình nè, một mớ nè, trái nè các bạn. Đây, mình quay cho các bạn xem. Nhìn mà không quay á, thì uổng, trời nó sẽ sụp tối nha. Nè, đó, trái coi. Coi nè, thấy ghét không? Đông đưa, đông đưa. Lao sao, lao sao. Đâu mà nó đã thôi nha. Nè, đó, rất là nhiều luôn. Nè, bây giờ mình sẽ bẻ bớt xà lách đi, xà lách nó sẽ lớn, nó che cái bóng của dâu tây nha. Bẻ nè. Này sung sướng cực kỳ luôn. Rất là nhiều hoa quả của vườn Vinh Nguyễn Thị. Wow, một bụi xà lách. Coi như là nó mọc rất là nhiều cây ở trong này. Coi nè các bạn. Nè. Đã ha. Đây các bạn. Trưa hè buổi chiều là tất cả những người hàng xóm siêng năng đó, cứ ra nổ máy cắt cỏ, cắt liên tục. Còn mình thì ở đây, mình bẻ rau cho các bạn xem. Từng lá rau nó kêu răng rắc, rất là vui tai nè. Đó, vô ăn rất là mát cái miệng các bạn ơi. Cái rau xà lách này ăn hoài, mình cũng không thấy chán nữa. Cứ bỏ vô miệng là nhai, cứ bỏ vô miệng là nghe âm thanh rất là rọt rọt rọt. Mà nó ngọt, nó ngon nha. Đó, nhìn nè. Qua wow, vừa củ dền, vừa xà lách, vừa măng tây nữa. Ai chịu nổi ta? Coi, coi. Cưng không? Cưng quá. Bên này mình gieo cái gì đây? Một mớ củ gì đây? Từ từ nó sẽ lên nha. Hôm nay
vô nhà mình chắc chia bớt cho hàng xóm ăn, cho em mình ăn đó. Bây giờ ha, ăn rau, nhà ai nhà nấy ăn rau cũng xanh xanh cả người luôn các bạn, vitamin C xanh nó nổi đầy người đó, nói cho vui nha. Coi cái cục này bự quá ha, bẻ luôn này các bạn nhỏ ơi. Các bạn nào thích bẻ xà lách không, bẻ giùm cho cô Vinh với. Trồng ra mà bẻ cảm thấy nó vui quá. Coi 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 mấy đứa nhỏ nhà mình á, nói ra vườn rau á không chịu ra, hỏi ra vườn rau có con sâu, nó ở đó lâu cho nên mấy đứa bé nó ra nó sợ hơi có con sâu nên nó không dám ra đây đứng lâu các bạn ơi. Đó, nhìn nè, xà lách ơi xà lách à, wow, một mâm luôn các bạn ơi. Đây, bẻ mấy cái lá bự bự này vô ăn mới đã nè. Rồi, chưa gì, nó lấp luôn cái củ dền màu cam. Vị màu xanh này thì cái vị nó sẽ nhẹ hơn chút xíu. Wow, đẹp quá. Không trồng xà lách là uổng phí các bạn ơi, cảm thấy trồng nó vui lắm nè, nhìn đã chưa đó. Từ nhỏ mình đã mê trồng trọt cây cối rồi, lúc ở Việt Nam ấy, ở trên nhà sân thượng không có cái gì đất để trồng, mình cứ lấy cái chậu nhỏ mình gieo hết hột này qua hột kia, nhưng mà nó không có sống được các bạn ơi. Ở Việt Nam sao mà khó trồng ha, nó nóng lên cái là nó úng hết. À, lúc đó mình không biết cách trồng á. Wow, củ cải quá, cái củ cải này các bạn ăn thử nha, nhổ nha. Lần đầu tiên vườn Vinh Nguyễn Thị trồng được củ cải, trời ơi. Vui, nhổ mà không dám nhổ nè, coi đẹp không, đẹp chưa các bạn. Rồi quá, wow, đây một củ nữa hả, thấy cưng ha, thấy cưng 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 quá. Không ngờ trồng nó vui dữ vậy ta. Biết vậy trồng 4 năm trước cho rồi. 4 năm trước mình nghĩ là ở dưới này không đủ đất cái mình không trồng. Bây giờ mình trồng thử nè, nhìn thấy cưng không? Đó, các bạn ơi. Dễ thương không? Vừa củ dền vừa củ cải. Măng tây tím, xà lách xanh. Sao chịu nổi ta? Có củ nào bự nữa không ta? Ngày mai rảnh rỗi ra vườn chia mấy cái này ra cho nó phát triển củ bự nha, được có hai củ à. Củ này nó đang chuẩn bị trên đường lớn, còn cái này nó đang lớn rồi ha. Nhổ luôn không? Nhổ thử nha. Có. Củ cải. Nó nhỏ nhỏ chứ, tí mình rửa mình ăn nha. Tí rảnh rảnh ngồi review nguyên mâm á. Đó, gì cũng ăn, tím ngắt đây. Lá xà lách tím này nó hơi dai nha, mà ăn vô cái vị nó rất là ngon, nó có cái vị ngon lắm. Mình cuốn cái gì nó cũng không có dễ vỡ, nó dai. Nói chung là mình cuốn thịt nướng rồi thịt gì cũng được ha. Cuốn được đó các bạn. Đẹp tuyệt vời ha. Các bạn ơi, xà lách này nó rất là đẹp. Không biết sao người ta đặt nó tên xà, rồi còn lách nữa. Xà là giống như là con rắn, mà nó vừa đi nó vừa lách, gọi là xà lách. Wow, mình giải nghĩa ra vậy, không biết có đúng không nữa, không biết có bị sai nghĩa không. Nhưng mà mình thấy tên xà lách nó không đẹp cho lắm. Nếu mà nó đẹp như thế này thì mình sẽ đặt là tiên tím ha, không có dùng chữ xà, nó dùng là tiên tím lách đó. Ai mà đặt xà lách tím kỳ quá, người ta đẹp như thế này mà. Tiên lách tím ơi, hôm nay mình sẽ thu hoạch tiên nha. Đó. Wow, đã chưa,
hay là thì bây giờ mình sẽ đi rửa củ cải với cái măng tây này mình ăn thử nha. Đó, còn củ dền nó cứng quá mình sợ nó gãy răng nha các bạn. Đó, coi thấy cưng không? Các bạn ơi, thu xà lách rồi thu tất cả những cái rau củ quả đó. Bây giờ mình rửa sạch nha các bạn, mình rửa sạch mình ăn thử miếng, thử cái củ cải này có ngon không? Củ cải này đặc là củ cải gì ta? Củ cải đường hả? Được ăn rồi các bạn ơi, vui quá. Đó. Nhẹ nhàng thôi. Này rửa hai cọng măng tây luôn. Nó hay bị đau bụng mình rửa cho sạch thiệt sạch luôn. Các bạn ơi, thì hôm nay mình đã thu được một mâm rau củ quả nè các bạn. Củ dền cam nè, coi xà lách vừa củ dền nữa. Trời nó đã hoàng hôn, nó buông xuống nha các bạn. Nhưng mà trong lòng mình không có buồn, lòng mình muốn ăn củ dền và review thử hai cọng măng tây. Đó, mùa hè nha. Mời các bạn cùng ăn rau củ dền với mình nha. Rồi, bây giờ bắt đầu thử. Để xuống, đừng có té nha con. Đừng té là được rồi. Mình sẽ review cái mâm này. Mời các bạn cùng ăn củ cải đường với mình nha. Nè, cân không? Vừa mâm cà rốt, vừa củ cải đường. Chịu không nổi luôn. Đó. Ăn nha. Nó ngon mà quên nặng cái tay luôn. Wow, củ ngon à. Nó hợp ý mình nè các bạn. Nó vừa hăng hăng, vừa ngọt ngọt, vừa cay cay, vừa giòn rụm. Nó giòn làm sao nha các bạn. Củ này mình trồng thêm ăn à. Wow, quá đã luôn. Mình nói ha, đi trồng thêm cái gì đó, nho chuỗi ngọt, nhưng mà không kịp giờ nha các bạn. Để video sau nha. Hồi nãy mình tưởng thu xong là kịp giờ, mà bây giờ thu xong rồi, giờ nó đi trước. Mình vẫn còn ngồi đây các bạn. Trời đã sụp tối rồi. Bẻ cái rễ đi rồi ăn nha. Hai củ rốt luôn. Nó ngon. Lần hai là nó gấp hai củ. Vị ngon nó cũng hai lần, mà nhai nó cũng nhiều hơn hai lần. Giúp cho cái răng mình nó mạnh lên. Nó hăng, nồng nồng. Cái đá này chắc là làm kim chi hay muối dưa gì hết sảy ha các bạn. Đã chưa? Ăn hai củ cải nó ngon quá, nó mát cái miệng. Cái lá nó thơm lắm. Mình nhớ hồi trước mình mới qua Mỹ, mình có mua cái loại này, nhưng mà cái loại củ tròn á. Mình mua lá về mình nấu cho con mình ăn một cái nữa đó. Đây, măng tây tím tuyệt vời nha các bạn. À, nó ngon lắm. Cái độ ngon của nó ngon đặc nha. Nó đặc quẹo mà nó quần quần, nó sắn sắn, nó nằm ở trong cọng dâu tây này thôi, chứ nó không có lọt đi đâu hết. Mình ăn thử cho các bạn xem nè. Măng tây tím của mình trồng nó tím. 1, 2. Ngon phải nói. Này các bạn, ở trong nó xanh nha, ở ngoài nó rất là tím. Về nè, mới thấy rõ nè. Bưng cái mâm này nhiều lực nha. Tha hồ ngày mai cho mấy đứa nhỏ mình ăn canh. Hầm xương ăn. Ngọt ngay. Mùi măng tây thiệt là thoang thoảng, gió thổi đẩy đưa qua đẩy đưa lại, mùi măng tây nó vẫn đọng ở đây. Rất là măng tây tím nha các bạn, không có lạc đi đâu được, vì nó là măng tây á, nó không có giống một cái rau củ nào hết trơn á. Nó chỉ là nó thôi, giống nó. Ngon mê luôn. Bộ bự nhất nè. Đây, review củ dền thử nha. Mình đã cắn cái khúc đen đen rồi. Đây các bạn.
mời các bạn ăn củ dền thử nha. Khúc nào đen vậy? Không có da, mình dùng cái răng mình làm da nha các bạn. Mình gọt bớt. Rồi, bây giờ các bạn thấy không? Cam nhìn rất là tươi, ăn thử nha. Giòn, ngon, ngọt, ngọt lắm nha các bạn. Nhưng vẫn có cái vị the the, hăng hăng. Giống như là có một phần mười cái phần ngàn tí đường phèn cho trong này, nó lợ lợ nha các bạn. Hơi đắng, hơi giòn giòn, rất là mùi dền màu cam nha, rất là dền cam luôn, nó thơm các bạn. Ngon. Từ đây sắp tới là mình trẻ lên được một tí. Thí dụ như 1.000 nếp nhăn, bây giờ nó xuống còn lại 999 nếp nhăn thôi. Tại vì có rau củ quả ở vườn nhà mình đó, ăn đã thôi. Ngon lắm nha các bạn, ngọt. Không ngờ củ dền ăn sống nó lại ngon như thế này. Không biết mà ăn có tốt không ha. Review gãy răng. Không gãy răng thì không về. Nhớ cắt ra ăn nha các bạn. Răng mình á là răng thiệt, mà mình cắn hồi chắc thành răng giả luôn quá. Đi thay răng. Gà ăn càng bê. Ngon lắm. Wow. Nước nó ngọt. Thôi thì hôm nay cái video, cái em thỏ đứng nhìn mình ngơ ngác này các bạn. Đó, chạy dễ thương chưa. Hello thỏ ơi. Thỏ rừng đó các bạn. Đó, nó tới vườn nhà mình nha. Zoom sát lại luôn á cho các bạn xem, nó rất là đáng yêu. Cực kỳ là đáng yêu luôn. Hello thỏ ơi. Thỏ ơi, khỏe không? Hello tới rồi. Rồi, thấy ghét không? Rồi, nó chạy rồi các bạn ơi. Đắng, ngọt ngọt. Thì hôm nay video mình xin dừng ở đây nha các bạn. Các bạn xem video của Vinh Nguyễn Thị Cuộc Sống Mỹ. Nếu mà các bạn cảm thấy yêu thích thì các bạn ủng hộ giúp mình một like, một đăng ký. Các bạn like giúp mình nha. Like giúp mình để video của mình nó được nhiều like, thì người ta giống như người ta đưa cái video mình nó đi xa hơn chút xíu, nhiều người xem thấy được. Còn ít like quá là video giống như dậm chân tại chỗ nha các bạn. Các bạn ủng hộ giúp, like giúp mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã ghé đến vườn Vinh Nguyễn Thị Cuộc Sống Mỹ. Mình sẽ cố gắng và cứng rắn đứng thẳng và trồng rất là nhiều cây giống gửi đến cho các bạn xem cho vui nha. Thì hôm nay mình xin tạm biệt thì đây. Các bạn qua ủng hộ kênh Vinh Nguyễn Thị nấu ăn hái lượm giúp mình với nha. Từ đây sắp tới mình có đăng video bên đó trồng trọt, và lâu lâu thỉnh thoảng review và video Vinh Nguyễn Thị ASMR. Các bạn ghé thăm cho vui nha. Facebook của mình nữa, Vinh Nguyễn Thị Cuộc Sống Mỹ. TikTok Vinh Nguyễn Thị Cuộc Sống Mỹ. Rồi, xin tạm biệt thì đây.